Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của bên shop Nhật Việt. Hôm nay mình sẽ giới thiệu tới các bạn sản phẩm là đai chống gù lưng của Nhật Bản mang thương hiệu Style BX. Và đây, hai bên hộp thì đều có logo của thương hiệu này, đều có tên thương hiệu này. Đó, và dưới này. Mặt sau thì sẽ là một số những cái thông tin về sản phẩm này. Đó, một chút nữa thì mình sẽ nói cụ thể hơn về những thông tin của nó nhé. Đây. Và hộp này thì mình mua về cho con mình dùng và bỏ riêng ra để quay video, nhưng mà trẻ con nó nghịch, nó bóc ra thì bị rách. Còn thì các bạn yên tâm là khi order về hàng về cho các bạn thì sẽ không, chắc chắn là không có vấn đề rách hộp hay như thế này, bởi vì mình bỏ riêng ra để cho con mình dùng để quay video nên là nó nghịch, nó bóc ra, nó bị rách. Đây thì mình sẽ bóc hộp sản phẩm ra này. Đây là trong hộp sản phẩm thì sẽ có cái đai này, túi để đựng đai này và sách hướng dẫn sử dụng. Vậy thôi ạ. Cái này thì nó cũng khá là đơn giản và không cầu kỳ cái gì. Đây. Đó. Đây là sản phẩm này. Đây là sách hướng dẫn sử dụng này. Sách hướng dẫn sử dụng thì nó cũng tất cả nó đều bằng tiếng của Nhật hết nhé. Và đây thì nó có các hình ảnh minh họa để mình có thể đeo sản phẩm lên trên người một cách mà chuẩn nhất, chính xác nhất. Đó, mình sẽ bỏ cái tờ hướng dẫn này sang một bên. Đây. À, đằng sau này đây nó cũng có thông tin sản phẩm giống y như trên hộp đấy. Hai thông tin thì nó cũng như nhau. Cái này đọc so với cái này. Đó. Đây, mình sẽ bỏ sang một bên nhé. Và đây là sản phẩm chính của chúng ta. Đai chống gù lưng Style BX này. Để trong một cái túi bóng ni lông. Túi bóng. Đây là cái này. Cái đai chống gù lưng này thì nó sẽ có tất cả là 3 màu. Đây, như trên hộp đây các bạn còn cũng có thể thấy này. Màu trắng này, màu đen và màu dạng màu hồng, giống màu hồng da ấy. Kiểu như vậy. Màu hồng da hay là màu nâu nhạt này, kiểu vậy đấy. Và màu trắng, màu đen nữa. Thì ở đây là mình sẽ đặt cái màu trắng này. Các màu thì nó chỉ thay đổi mỗi màu, nó còn tất cả nó đều như nhau hết đấy. Và khi mình đeo là cái tấm này là dạng như là tấm da tổng hợp này, chất liệu da tổng hợp màu trắng. Và còn cái đai này là bằng chất liệu vải. Và có 54% là vải cốt tông và 42% là polyester và 4% là polyethylene. Đó. Và được may các đường chỉ này khá là chắc chắn. Các đường chỉ may rất là chắc chắn, hàng chính hãng Nhật Bản, Made in Japan. À đây, trên hộp đây nó cũng ghi là Made in Japan nhé. Hàng chính hãng của Nhật, Made in Japan này. Và có cả logo kiểm định của Amazon đã được kiểm định này. Các bạn nào biết tiếng Nhật thì cũng có thể đọc được nhé. Và một số những cái thông tin sản phẩm này. Ví dụ như đây này. Đây là tên sản phẩm, tên của thương hiệu này. Và đây là các model của cái thương hiệu này, hãng này. Và đây là size. Cái này thì nó không phải là một size duy nhất, mà nó sẽ có nhiều size, từ size S cho đến size L. Đây mình đặt cái này là size S đấy, và nó có ký hiệu ở trên hộp luôn là size S đấy. Tại vì bé nhà mình vẫn nhỏ nên là mình đặt size S là size nhỏ nhất. Là có kích thước từ 62 đến 79 cm là dùng được size S. Còn size M là từ 76 cho đến 93 cm là dùng được size M. Và size L là 90 cho đến 104. Đó. Và dòng dưới này là trọng lượng của sản phẩm nhé. Ví dụ như size S này thì nó chỉ nặng 72 g. Còn size M thì nặng 83 g. Và size L thì là nặng 90 g. Nó rất là nhẹ, nó chưa đến một lạng ấy. Đó, và dưới này là chất liệu của
54% là cốt tông, 42% là polyester và 4% là polyethylene. Đó, và tất cả dưới này đều thông số tiếng của Nhật hết. Các bạn nào có thể biết tiếng của Nhật thì có thể đọc được nhé. Đây, đây là người ta đã demo đeo này. Đấy. Đấy. Và cái này thì dạng dùng được cho cả nam và nữ, không phân biệt giới tính. Hàng dạng như là unisex đấy ạ. Cái này thì cái này nó dùng bằng chất liệu nhám để nó dính vào đây. Khi mình bóc ra thế này và mình đeo hai cái này lên trên lưng này. Đó. Hai cái này thì mình sẽ vòng lên trên vai. Đây, kiểu như thế này. Đây. Hai cái này sẽ vòng lên vai này. Và tất cả đằng đây thì trong lưng này. Và cái dán này thì mình sẽ dán trước bụng, trước trước dưới ngực để chân ngực đấy ạ. Và ở đây thì nó sẽ điều chỉnh, ví dụ mình dán vào cái nó có trong khoảng tầm từng này là cái độ nhám của nó. Và nếu mà size nhỏ nhất của nó là 60, đây ạ, như ở bên này là 62 cm này. 62 cm thì mình sẽ dán sát vào góc bên này thì nó sẽ là nhỏ nhất. Dán vào đây thì nó sẽ là nhỏ nhất là 62 cm, là vòng một vòng dưới chân ngực đấy. Còn ví dụ mà ai tầm 70 thì mình dán tầm lưng lưng ra thế này là 70 này. Hoặc là nếu mà 79 thì mình dán tới tầm mép mép này luôn. Đấy. Có nghĩa là nó sẽ có một cái nhám ở đây này và mình dán chạm cái nhám nhám hút vào cái nhám lông này. Mình chạm góc này. Đấy. Thì nó sẽ là 79 cm. Đó. Đấy thì xong mình đeo vào thế này đây. Và cái này. Cái này thì mình cũng có thể đeo, nếu các bạn nào ngại mà không muốn đeo bên ngoài áo thì mình có thể đeo bên trong áo cũng được. Bởi vì cái này nó khá là mỏng thôi, nó không làm gọi là không bị quá khó chịu hoặc là không bị cộm nhiều áo lắm. Nhưng mà mùa hè mặc áo một áo sơ mi thì đi ra ngoài thì mình cũng không nên nhé. Ở nhà thì mình có thể đeo thoải mái. Còn ra ngoài thì tốt nhất là mình, nếu mà muốn cho đẹp thì mình cũng không cần đeo. Đấy, sản phẩm thì nó cũng khá là đơn giản thế này thôi. Nó bình thường mình ngồi thì hay bị gập cái bả vai về đằng trước, hoặc là cái đoạn lưng đằng sau này nó bị ưỡn gù xuống, ưỡn cong xuống về đằng sau đoạn lưng đằng này. Đấy thì đeo cái này vào nó sẽ giúp mình giữ thăng bằng thẳng, kiểu như là ưỡn ngực ra, kiểu kiểu như vậy thì nó sẽ không bị gù về đằng trước hoặc là cong lưng về đằng sau. Nó sẽ như kiểu nắm chỉnh tư thế cho mình. Ví dụ mình cố gù ra thì nó sẽ như cái này nó sẽ bó vào người, cảm giác mình khó chịu thì nó như kiểu nhắc nhở mình là à nó đang gây khó chịu cho mình và mình sẽ thả lỏng thẳng về thì nó sẽ lại như bình thường. Mà càng cố gù về đằng trước thì nó lại càng bó vào người thì nó gây khó chịu. Thì nó có tác dụng là như vậy. Đây, đai thì khá là chắc chắn và độ đàn hồi co giãn rất là tốt này. Đây, là chất liệu dạng như chất liệu thấm hút này. Cái này các bạn có thể giặt thoải mái nhé. Các bạn có thể cho vào giặt thoải mái, xà phòng nước. Dùng kiểu dùng lâu ngày thì nó sẽ bị bụi bẩn. Thì các bạn có thể giặt như giặt quần áo luôn. Nhưng mà cái chỗ da này thì các bạn không nên kiểu vò gập gập bóp nát cái da nhé. Còn thì mấy cái chỗ khác thì các bạn vò thoải mái. Nó cũng là chất liệu vải như bình thường ấy. Và đây là logo này, khá là đẹp. Nhìn màu trắng này mình cũng rất là ưng mắt. Và bé như mình nó cũng thích màu sáng chứ nó không thích màu tối. Nên là mình đặt luôn màu trắng cho bé. Ok. Thì nếu các bạn có nhu cầu muốn mua đai chống gù lưng của Nhật, thương hiệu Style BX, hàng chính hãng, sản xuất trực tiếp tại Nhật, nội địa Nhật, Made in Japan, thì có thể liên hệ tới với mình qua số hotline mình để trên góc màn hình nhé. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video ạ. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn các video tiếp theo.